Tử vi tuổi Sửu tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý anh chị và các bạn thân mến, trong chuyên mục tử vi hàng tháng của 12 con giáp ngày hôm nay, chương trình luận giải tử vi muốn chia sẻ tới quý vị và các bạn về tử vi của tuổi Sửu trong tháng 12 âm lịch. Vận trình công danh, sự nghiệp và tài lộc của tuổi Sửu sẽ ra sao? Tuổi này sẽ có con đường thần tài mở kho mà ban phát tài lộc hay không? Trên bước đường công danh và sự nghiệp thì con giáp này có gặp phải những khó khăn và trắc trở gì hay không? Sức khỏe và tình duyên sẽ xảy ra những chuyện nào trong tháng này? Và để nắm rõ được vận mệnh của mình thì xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi hết video ngày hôm nay. Trước khi đi vào nội dung chính, quý vị hãy nhớ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập của chương trình. Sau đó nhấn vào biểu tượng nút chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Tiên, tổng quan tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12, tức ngày 13 tháng 1 năm 2021 đến ngày 11 tháng 2 năm 2021 dương lịch. Tháng này không phải tháng nhiều đen đủi đối với những người tuổi Sửu. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 12 âm lịch những gia chủ tuổi Sửu sẽ cần phải chú ý. Tốt nhất là ngày âm lịch 11 tháng 12, tức ngày 23 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Tân Mùi, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Ất Sửu sinh năm 1985 và mệnh chủ Đinh Sửu sinh năm 1997. Thứ hai là ngày âm lịch 23 tháng 12, tức ngày 4 tháng 2 dương lịch, có nạp sát là Quý Mùi, đặc biệt đại kỵ đối với các mệnh chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 và Đinh Sửu sinh năm 1997. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với những người tuổi Sửu trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 4 tháng 12, tức ngày 16 tháng 1 dương lịch, có nạp sát là Giáp Tý, có nạp âm là Hải Trung Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 16 tháng 12, tức ngày 28 tháng 1 dương lịch, có nạp sát là Bính Tý, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Thứ ba là ngày âm lịch 28 tháng 12, tức ngày 9 tháng 2 dương lịch, có nạp sát là Mậu Tý, có nạp âm là Phích Lịch Hỏa. Đây là ba ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ thuận lợi và đạt được kết quả như ý. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành độc thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được hỗ trợ tổng quan tử vi tuổi Sửu trong tháng 12 âm lịch. Thứ nhất, mặt sự nghiệp. Tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Sửu cho thấy rằng sự nghiệp của bản mệnh vẫn chưa có sự khởi sắc. Tháng này, có thể bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Trong khoảng thời gian này, nếu bạn đang cố làm những công to, việc lớn, càng dễ hỏng việc. Do đó nên tập trung vào việc nhỏ mà chất lượng còn hơn là tham lam, ôm đồm nhiều nhiệm vụ. Đây là thời gian lý tưởng để bạn học tập và phát triển tư duy ở một mức độ cao. Ngoài ra, có khả năng bạn sẽ nhận được lời mời tham gia hoạt động mang ý nghĩa vun đắp tinh thần vào nửa cuối tháng. Thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy dũng cảm hơn trên con đường khẳng định bản thân, không nên sợ hãi, thất bại, bởi qua những lần thất bại mới có thể học hỏi được nhiều kiến thức và kinh nghiệm đáng quý, từ đó dẫn hình thành bước đệm trong tương lai. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc, những gia chủ tuổi Sửu nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí được coi là vật phẩm hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc, giúp các gia chủ chớp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đây còn là pháp khí của nhà Phật được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, thuận lành.
Ngoài ra, vật phẩm cũng hỗ trợ kích đào hoa, tình duyên hiệu quả cho các gia chủ tuổi Sửu. Thứ hai, mặt tài lộc. Tình hình tài chính của những người tuổi Sửu vẫn bình lặng, chưa có sự đột phá trong tháng này. Một phần do bạn còn đang chần chừ, do dự trước các cơ hội nên bỏ lỡ thời cơ làm ăn kinh doanh. Người làm kinh doanh nói chung về công việc ổn, thu về nhiều tiền và có thể dùng vốn đầu tư. Chắc chắn bằng sự nỗ lực của mình, quý gia chủ sẽ mở được thêm nhiều cơ sở, gây dựng thêm uy tín. Chỉ cần đừng quá mạo hiểm đầu tư lớn, cũng phải biết đối tác hay người kết hợp làm ăn với mình như thế nào, đề phòng bị lừa gạt. Trong tháng này, bản mệnh đừng đặt mục tiêu lớn về kinh tế, xa vời về kết quả hiện tại. Mỗi bước đường thành công cần xây dựng trên một quá trình nắm bắt cơ hội và cố gắng. Bước sang tháng 12 âm lịch, chỉ cần các gia chủ đối xử nhanh nhẹn, chăm chỉ hơn, kết hợp với việc mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận gỗ huyết long, tị, dậu, sửu, các gia chủ sẽ hóa giải được những vật cản ngáng đường, tiền tài rủng rỉnh, quan vận hanh thông. Thứ ba, mặt tình cảm và gia đạo. Chuyện tình cảm theo tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Sửu cũng không được thuận buồm, xuôi gió. Đây cũng là cơ hội để bản mệnh như một lần nhìn lại những gì bạn và người ấy đã trải qua, nhìn nhận thực tế các mối quan hệ xung quanh. Bạn là người cứng nhắc, bạn không chủ động, không chịu mở lòng. Vì vậy nên dù có người tiếp cận cũng khó mà thành được. Hơn nữa bản thân bạn còn đang giữ quá nhiều tổn thương từ quá khứ, phương diện tình cảm. Trong tháng này, với bạn mà nói rất tiêu cực, bạn nên mở lòng để đón nhận quá khứ cũng chỉ là để quên đi tương lai đang đón chờ bạn ở phía trước. Những người tuổi Sửu đã có gia đình cũng không mấy êm ấm trong tháng này. Công việc cuối năm bận rộn, vô tình kéo bạn ra xa. Hai bạn không có thời gian để quan tâm, chăm sóc nhau, sau đó tình cảm cũng dần phai nhạt. Cần chú ý, thời gian này cũng sẽ xuất hiện người thứ ba xen vào mối quan hệ, dẫn đến những nỗi buồn, trăn trở, lo nghĩ của bản mệnh. Cộng thêm trong tháng này, bạn bè có thể trở thành nhân tố tác động đến mối quan hệ của người tuổi Sửu. Người độc thân có thể được bạn bè giới thiệu, làm mai, người đã có người yêu lại sẽ bị hiểu nhầm vì những tương quan, khắc phái, có nguy cơ làm rạn nứt mối quan hệ đó. Bản mệnh cần sự minh bạch trong các mối quan hệ. Bên cạnh đó, anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận. Tam giác khai vận để hóa giải những xui xẻo, thị phi bùa vây, kích đào hoa, tăng nhân duyên hòa hợp. Thứ tư, mặt sức khỏe. Tháng 12 âm lịch, những gia chủ tuổi Sửu cần chú ý nhất chính là vấn đề sức khỏe, đặc biệt là dễ bị thương tích trên người. Khi làm việc, bản mệnh không nên làm quá sức, khiến khả năng tập trung bị giảm sút, sẽ bị sai giấy tờ. Hơn nữa khi xuất hành xa, cũng phải cẩn trọng. Cộng thêm, trong tháng tinh thần, bản mệnh luôn trong trạng thái căng thẳng, mệt mỏi khi khối lượng công việc khá lớn. Dù đã cố gắng để giữ được bình tĩnh, nhưng không thể phủ nhận cảm giác mệt mỏi ra sao vì bận rộn đến không có thời gian để thở. Bản mệnh nên tích cực đọc, chăm lo các thú vui tao nhã để đem lại cho đời sống, tinh thần, những cảm xúc tích cực. Ngoài ra, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Sửu sử dụng vòng tam giác khai vận, tị, dậu, sửu. Năng lượng từ những hạt gỗ huyết long và đá mã não đỏ sẽ giúp cải thiện tinh thần cũng như sức khỏe. Tử vi của từng tuổi Sửu trong tháng 12 âm lịch. Thứ nhất, Tân Sửu, sinh năm 1961. Tân Sửu gặp kỷ âm thổ là thực thần, nghĩa là thần bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong tháng này, gia chủ Tân Sửu cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Người tuổi Tân Sửu cần chú ý giữ gìn sức khỏe, tránh làm việc quá sức ảnh hưởng đến sức khỏe, chăm chỉ đọc sách, đi chùa, cầu nguyện để tâm được tĩnh lặng, nâng cao đời sống tinh thần. Ngoài ra, để kích hoạt sự nghiệp và tài lộc, bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giác khai vận, tị, dậu, sửu. Vòng sẽ tăng cường vận khí, chiếu cát lành, chiêu mời quý nhân giúp đỡ và tương trợ cho bản mệnh trong mọi việc. Cuối cùng là mang lại bình an và may mắn cho bản mệnh. Thứ hai, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Quý âm thủy gặp kỷ âm thổ là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Quý Sửu sẽ có dễ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã, không cần thiết với bạn đời, thậm chí có thể dẫn tới chia tay. Các vấn đề nên cần ngồi lại để chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Tháng 12 này, bạn có số đào hoa, đặc biệt là đã kết hôn
có thể là tác nhân gây hại cho các cuộc hôn nhân cần cẩn trọng với các mối quan hệ. Để cải thiện vận may trong sự nghiệp và hoạt động suôn sẻ vào tháng này cũng như cả những tháng về sau, bạn nên đem vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo, vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hành mệnh cho gia chủ. Thứ ba, tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Ất âm mộc gặp kỷ âm thổ là thất sát. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Ất Sửu nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, nên bình tĩnh đưa ra các phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Để cải thiện vận may trong sự nghiệp và hoạt động đang suôn sẻ vào tháng 11 âm lịch, bạn nên đeo vòng tay tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu. Vật phẩm sẽ tăng cường vận khí, đón con đường tài lộc, công danh, thêm phần hanh thông, rộng mở. Thứ tư, tuổi Đinh Sửu, sinh năm 1997. Đinh âm thổ gặp kỷ âm thổ là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Đinh Sửu nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Tháng 12 âm lịch năm Canh Tý đối với Đinh Sửu, đây là tháng học, đây là tháng xây, đây chưa phải là tháng hưởng, chưa phải tháng tự hoa, kết quả. Khó khăn sẽ có, mệt mỏi sẽ tới, nhưng chỉ cần Đinh Sửu bền tâm, vững chí để cho đất trời mài mòn những khuyết điểm của bản thân sâu sắc. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 12 âm lịch của các gia chủ tuổi Sửu. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp với từng tuổi của gia chủ trong việc dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, ngày đặc biệt là ngày của gia chủ tuổi Sửu trong tháng 12 âm lịch này, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc người liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại!